Anh em ơi, làm tí bot cho nó nhỏ tí anh em ơi. Thả một con trước đã, thả một con đề ba trước đã. Để ba trước à? Thả hai ba Nghe con lưng. nó Rồi, được hai. chưa? Rồi, đánh. Ổn rồi đấy, ổn rồi đấy. Rồi. Em nghĩ là triệu hoán phù phải thả bây giờ sợ chết lắm. Bây giờ nó mà ra con bot đại coi như là cúc luôn. Không thả triệu hoán phù giờ này được anh em ạ. Là triệu hoán Thả phù giờ thử này là coi cúc xem. hồng chết đấy, bây giờ mà hắn ra cái là mình coi như là nghỉ buổi live luôn đấy. Thì mình đi kiếm người khác mình quýnh thôi chứ có đâu. Sao mỗi lần mà tắt mở auto này lên là nó lại ra một cái auto khác nhau nhỉ? Rõ ràng là bấm 1.9 mà sao nó lại ra là chấm 3. Ôi có đại phong đao này, có đại phong đao này. Cứ nhỏ đi, tốc độ nhặt đồ của em nó thượng thừa lắm. Ok, tao đập phải la lên đi chưa? Ok anh. Không, tốc độ này ok hơn tốc độ của anh Long. Đâu, Long cũng nhanh lắm. À, Thì tốc anh độ nghĩ là của Oleg là bán đồ, còn Long là vứt đồ. Oleg là coi là bán nhất luôn, là không còn sót lại. Nhưng mà Long không biết lấy mà. Tại vì nhìn đồ mà dùng được cái đồ ngon thì em nhìn cái em nhận ra ngay. Với lại Long không biết phi chiến đấu. Sao bữa chị đúng rồi mà tại kêu ông kêu kêu ông Cái đầu đào giữ lại dẹt còn thiếu lầm nè, dùng. có đầu Thế mà dẹt có là dây nhớ siêu giữ phẩm lại. chưa? Em chả biết như nào gọi là siêu phẩm nữa cơ. Ấy ấy quá rồi, quá rồi. 3 4 20. Cứ quánh đi, cứ quánh đi anh, không sợ. Đầy đất kìa. Đầy đất là nó sẽ hết giờ mà. Không, ý là đầy đất là nó không có mất, trừ khi nào mà mình lụm lên rồi mình quăng ngược lại á nó mới mất thôi. Lâu mất lắm á nha. Đâu, lụm lên mà mình đục xuống là nó mất nhanh hơn, còn nó mà tự bóp đất ra thì nó còn có thời gian lâu lâu một xíu. Long làm gì á? Làm mình. Em ý đồ hết rồi. 19 20 một cái ngọc bội này. Ui cái này làm phôi được này. Đánh từ từ thôi. Thì cách hả từ Làm từ 150 con boss anh em ạ. Có đao để anh hai cây cùi nhá. Ok anh, em đang cần đao để cho con thiếu lâm. anh Lâm không ngu anh Lâm không ngu định chơi khô máu à, mua lệnh bài chỉ miếng phù khô máu. Anh Lâm không ngủ nha, tối nay là không ngủ thiệt luôn rồi. Tống Kim này thua tí rượu anh ạ. Tí rượu từ 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 server của thầy qua luôn đấy. Đúng rồi. S4 mà. Ui tốc 30 này. Ui sát thương có 5 ạ, cay thật. Cái gì? Cái nỏ. Ui. Ơi à, anh trên mệnh dùng cái đó đi đi lên đấu được á. Kiếm thân cái pháp mà tốc lấy. 30 á, Tốc 30 này. Sinh lực 53 này, tốc 30 đi lên đấu. Vác mà đi lên thầy hạ đấu. thầy vô sao? Hả? Thay ra thay vào bằng bằng thân pháp anh. Anh phải có một set thân pháp chứ. Còn đó Tôi à chết anh phải có set sức cứu mạnh đi. như anh phải có set sức mạnh như. Đánh đường môn này phải có set sức mạnh như. Sao kiếm nhẫn hiệp cốt này. Đâu bữa có cái nhẫn 15 không biết giật đâu mẹ mất tiêu rồi. Nhẫn 15 sức mạnh. Em có biết đâu, hello anh Nguyễn Ba Hoàng nha. Thôi, đi ngủ. Coi livestream cho nó hấp dẫn. Nghe không không thấy hình, để nó hấp ý dẫn. Nha, để ý Quế Hoa Tiểu các thứ này. Anh xem live OLED mà anh chịu chơi mà. Trời các lôi có 5 ạ.
chờ anh kiếm cùi này. À, cho ông anh cái kiếm cùi này. À. Anh có vàng đâu. Ủa, không sao không nhận lẫn. Nhặt thì nhặt mà không nhặt thì cũng nhặt. Đúng không? À, anh em thấy không? Anh em không thể nhìn thấy con hệ được. Ví dụ anh em thấy hệ thổ đằng sau nhưng anh em không thể thấy được con khác. Đen vậy trời. Nhá vào bình quế hoa tiểu đi cho nó đổi gió ra anh ơi. Kệ cái bình kia đi. Nhá chưa? Đen rồi. Bình cũ hơi đen. Sài Gòn đêm mưa. Em đã ngủ chưa? Đây chuyện này. Trời ơi. Đã làm chậm 40 rồi. Nói chung chứ mấy cái đồ trang sức thì là ngon. Trời đi kiếm đồ cho ạc xe thôi mà cũng căng nhờ. Làm chậm 30 này có ai lấy không? Không em đóng xốp luôn này. Ui là có 20 ạ, cay thật. Mấy ạc bên xe của Phú Thanh Lý rồi, ạc của em bây giờ đang chùm ở bên đó mà anh em lại bảo Thanh Lý. Điên rồ thật. Ăn bang ăn biển các thứ các kiểu. Đấu vòng không. Còn nhiều boss đó còn hơn 100 con anh ạ. Kiếm hệ thổ à. Chết may mắn là 27% anh. Chết là căn bot của ba anh em mà. Nhớ quả kèo dây chuyền thắng tất cả. Tôi bao tay được mà. Ui 3794 luôn này. Cái này để làm phôi. Thiên Hoàng CD tháng lôi 21 à, trừ 2 thì hơi đần. Ui tốc 30 thế này mà sát thương có 7 điểm vãi cả lúa thật. Sát thương cao là bú rồi chứ gạo ai đi hoán cái này ông trái hoán cả điên rồi mới đi hoán. Điên rồi mới hoán cái đó luôn. Ôi 35 này quá bình luôn.
35 là em hoán cái đó luôn. Chả có gì cho ạc chính nữa luôn. Nó bị cái gì nhỉ? Giống cái sầu hình của ông kia sao á. Bot bị cái gì nó cứ đi ra đi vào nhỉ. Em cũng mong là có đồ ngon. Cần đồ á. Chưa ra cái gì ngon nữa. Cái đài quả cực cút ạ. Ủa 40 vậy. Thế thì lại ngon quá rồi. Nó lỗi 20. Tôi giải sinh lực phi shop luôn thì nó cũng chỉ là phôi thôi mà anh. Giữ cho nó chật dương. Em là chưa chuẩn bị phôi bây giờ. Chưa làm ạc nhặt nên là thôi, lười quá. Sinh lực 199 thì nó cũng chỉ là phôi thôi mà anh. Giữ lại chi cho chật. Ui 38, 15 nè. Và 8 này mình để làm phôi sát thương vật lý. Em cần những thứ mà em cần thôi. Ví dụ như phôi sát thương vật lý, phôi phòng thủ vật lý để làm chậm 40. Là những thứ mà em sau này sẽ cần. Tại vì em tập đồ cho Ngami thì em chỉ cần làm chậm phòng thủ và sát thương, kháng lôi và kháng lôi và kháng lôi 30. Mấy cái đó em mới giữ làm phôi. Mấy cái gì nhỉ? À, anh thử ăn sao xem có ăn được chưa? Ăn rồi. Ăn được sao rồi ạ? Có xem là 222 người. Ngủ hết rồi. Chờ đến post xong sao?
tiến độ cho xe thiếu lâm thôi mà nghe có vẻ khó khăn. Trời ơi, của 20 nữa. Trời. Ui giời ơi. Thối thầy nhỉ. Nội lực trừ 2 này, sau phôi nội lực trừ 2 này ít lắm này. Giữ lại. Mà sốp. Cái làm chậm 30 nó nãy giờ mấy cá rồi nè. Trời ơi. Xin cái đao với nó ở quên mất đấy. Không để ý, không để ý. Mà cần mấy cái đó về làm gì anh em, đi cắm trên đúng ra đầy. Máy thức đêm. Máy thức đêm mà tí em đánh đế chế. Bum 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 bum. Dây chuyền. Trời ơi. Trời. Mua được cái vật mũi anh chiến lương. Lùi hai nữa cho cẩn thận rồi. Ui trời ơi cái mũ kìa. Oh. Oh.
giấm thì ngon mà. Ui trời ơi. Chả biết là cho ai dùng cái dây này nữa trời ạ. Khó thật sự chứ. Vũ này bây giờ cũng chả biết làm gì nữa. Ờ à, từ có thằng có khi dùng nhu tình xài à, hiệp cốt cái gì nó cần xài. Đợi phải ép. Này đi được thứ lần mình dùng. Đang cũng được cầm cả 14 thì ngon rồi. Mà 14 cũng hơi đần, nếu mà kháng hỏa 17 cơ. Chính khí 17 thì hơi đần. Quái dạo. Cái đai này cho anh thiên mệnh nhá. Đai này cho anh thiên mệnh được mà. Ôi sao đã bán cái giày. Giày đó dùng làm gì anh? Đó, đó cho anh. Dùng cái đài này nè. Hai tẩy tí kinh ấy. Nhưng mà sinh lực nội lực hơi thấp. Cái giày nó trừ 3 thì dùng làm gì anh? Trừ 3 mà còn 30 nữa. Ơ kìa, bóp điểm sao này. Bóp bị ngơ tiếp kìa. Lâu lâu nó bị hoảng loạn à, bóp bị hoảng loạn luôn. Ui giời, rất là hai món ạ. Có kìa boss điểm sao này. Trời ơi, một đống hệ thổ mà không ra cái áo thổ nó ngon ngon này. Ui giời, cái áo kìa. Hay là mầm. Bot này ngờ là để nốt tên bot này thả lại. Bot mình chưa kẹp vào góc. Giờ em chả biết như nào, em cứ thích đồ hệ mộc thôi. Ui giời ơi, 40 thì được nhỉ. Xem lại bị mũi đốt hai cục trà bá. Đâu nét em một lết là mũi không cắn nữa. Cần mình mua mana đấy nhá. Ok anh.
Phủi kháng lô 17 sinh lực này. Lòng mình mua rồi. Toàn độc sát ngoại, không có độc sát nội ta. Tớ đang bị lỗi phi chiến đấu. Đánh gì anh? Em có bị làm sao đâu, anh cứ đánh thôi. Cho ông kia cây nỏ kia. Ông kia xin nỏ không cho lết bán sốt. Quên đấy. Quên đấy. Đang ra tập trung lọc đồ không đấy. Phèn nha. Còn 30 con boss nữa thôi anh em ạ. Tí thử trả triệu hoán phù đánh nha. Tí ăn ăn rượu thử xem. Ui giời, 20-24 cay thật. 40 thì có phải có áo dùng không? Người này ai chơi nhỉ? Kiểu nhiều tí nó rớt cộng 20-25, thời gian 40 cho xem mà. Năm đọc thì đang cần làm chậm 40, lại không cần 30. À, xe thì cũng hơi đần. Để tí em ngâm cứu xem như nào. Cái này được cái tốc này.
nhưng mà bị xịt làm chậm so với cái này. Thì sau em chỉ cần thay cái nhẫn 40 thì nó 80 chậm. Hoặc là ví dụ như kiếm cái giày phòng thủ vật lý làm chậm ấy. Còn 20 chú bót 32 19 là giày được rồi. Nhẫn gì đây? Ui giời ơi. Giày này cũng được này. Em cũng nghĩ là năm độc tốc chuyện dí mới ok. Nhưng được cái này mất cái kia thôi mà. Sinh lực này, giày sinh lực tốc kháng hỏa này. Đi năm hành kim đi giày này ngon này, ví dụ là đường môn nữ này. Đường môn nữ sẽ vào là đéo có. Nó chạy cũ đi. Xem anh em trong bang ai cần thì cho. Vãi cả núa. Bây giờ đây vẫn được cặp vào danh à. Hết boss chưa? Còn 15 con nữa anh ạ. Tí thả triệu hoán phù xem như thế nào. Có 20 con thì tí thả thử. Chỉ sợ là đánh nó khó thôi chứ còn. Ôi cái gì 200 đấy nhỉ? Ký một cái phôi nội lực. Hình như là phôi nội lực 200. Bán nhanh quá. Phôi nội lực trừ 2 gần ngon quá. Phôi nội lực trừ 2 thì mới ngon. Phôi sinh lực thì trừ 1 nhiều lắm. Một điểm cho nó cẩn thận. Chả có đồ gì ngon luôn. Khề thế. Cái giày kháng tất cả 4 rồi nãy mà là giày nữ, giày nam nhỉ. Trời. Quái quỷ. Đao cùi này, anh Chiến Lương này. Đao cùi này. Vứt ở đây cho anh Chiến Lương này. Hai con nữa là hết boss anh em. Ui cái gì đấy? Ui giời ơi, nam thì ngon rồi. Nữ mới cáu chứ. Trời đất.
bán đi chứ nhìn làm cái gì cho nó đỡ tức máu. Cái này ai dùng? Vũ độc nữ cũng dùng 40. Chả ai dùng cái này xốp đi. Băm, băm. Hết boss rồi anh em ạ, bây giờ đánh triệu hoán phù xem như thế nào. Triệu hoán phù là boss cấp cao hơn nhưng mà em sợ không ăn được. Thả thứ con này này. Boss gì đấy, ôi dễ chết đấy. Ôi boss triệu hoán phù dễ chết đấy. Ôi thả con triệu hoán phù ra chết luôn kìa. Rồi vứt cái nỏ ra cho anh này. Hết quế hoa tiểu kìa anh ơi. Ăn quế hoa tiểu đánh đánh ấy này. Đêm mặc định trước này, em thả boss triệu hoán phù này. Đêm mặc định trước đây này. Nó ra là phải chết luôn đấy. Sai vị trí hay sao kìa. Bót sát thủ à. Bót sát thủ kìa, bót sát thủ kìa. Em đám. À, dễ chết mà. Ui, mũi kháng lôi 30 luôn kìa. Có vẻ như ngon nha, có vẻ như ngon nha. Chờ tí, chờ tí. Được nha, được nha. À, cho anh cái nỏ này. Đấy. Săn bót ngon gì. Ai đi dùng con đường môn đi săn bót này nhá. Tiểu hoàng kim kìa. Ui giời. Càng đấy. Ôi tinh hồng luôn kìa, ngon. Nhẫn kháng lôi này, nhẫn kháng lôi này. Nhẫn kháng lôi 30 này. 30. Ui có 7 điểm ạ. 30 thì vào một khúc rồi. Nhẫn mộc nữa chứ, ngon thật. Tiểu hoàng kim ấy, tiểu hoàng kim. Mộc ra nhẫn đi, ra nhẫn đi, ra nhẫn dây chuyền đi. I love you baby. Nhẫn đi, toàn thạch giới chỉ đi. Không có luôn. Mộc cũng đẹp, mộc là em thích mộc. Em Nga Mi này em đang rất thích mộc. Lội 25 luôn cơ mà. Ui bot, bot tiểu hoàng kim rồi. Ui đại hoàng kim đấy, đại hoàng kim hay sao kìa. Ui rồi thôi xong. Thôi xong. Khoai thị sắn rồi, khoai thị sắn rồi. Nam độc trưởng đi anh ơi, Nam độc trưởng đi anh ơi. Ê Long, Nam độc úp nó đi. Ôi lỗi vị trí rồi. Trưởng không trúng luôn rồi. Còn 6 con nữa thôi, ra lại đi anh. Đây, đây. Có bú nữa.
Patium này. Nó bị lag vị trí sao ấy. Đem cẩn thận là ok. Con đố bị lỗi vị trí rồi mà. Rồi chết rồi. Ôi đồ phèn đấy. À quên chưa ăn cái đại này. Gì đây hệ thủy à? Hệ thủy à? Dây chuyền thủy kháng hỏa thật là đẹp vào. Ui giời kháng hỏa 11 rồi. Không có choáng. Chính thức hết bot. Vậy toàn tập con gì cuối cùng đây anh? Con thủy à, thủy chả có cái gì luôn. Rồi cút. Đợi đi.